Đối với tướng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không khởi phân biệt không khác. Đối với tánh trí nhất thiết không khởi phân biệt không khác. Đối với tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không khởi phân biệt không khác. Vì sao? Vì sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều bất khả tư nghì. Thiện hiện, ông nên biết như vậy gọi là Đại Bồ Tát này. Tu sáu pháp ba la mật đa lâu dài, gieo trồng thiện căn lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành. Khi ấy thiện hiện lại bạch Phật, bát nhã ba la mật đa như thế thật là sâu xa. Phật dạy, đúng vậy, sắc sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, thọ tưởng hành thức sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến trí nhất thiết sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bát nhã ba la mật đa như thế là kho báu lớn. Phật dạy, đúng vậy, có thể đem kho báu công đức cho hữu tình. Vì vậy, bát nhã ba la mật đa như thế là chân bảo lớn. Đem vật báu 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông cho hữu tình. Đem vật báu bố thí vân vân 6 pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng cho hữu tình. Đem vật báu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cho hữu tình. Đem vật báu tất cả đại bồ tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chuyển pháp luân vi diệu cho hữu tình. Cho nên bát nhã ba la mật đa tên là kho báu lớn. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa thậm thâm là thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, vì tất cả pháp này thanh tịnh, thiện hiện nên biết sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thậm thâm là thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thậm thâm là thanh tịnh. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn thật là hy hữu, bạch thiện thệ thật là hy hữu, bát nhã ba la mật đa như vậy vì rất sâu xa nên gặp nhiều tai nạn, nhưng nay nói về tai nạn không sanh. Phật dạy, thiện hiện, đúng vậy, các tai nạn của bát nhã ba la mật đa thậm thâm nhiều, nhưng nhờ thần lực Phật nên nay chỉ nói tai nạn không sanh. Vì vậy các thiện nam thiện nữ vân vân đại thừa, đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, nếu muốn viết chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy tuyên thuyết cho người khác thì nên mau chóng viết chép cho đến diễn thuyết. Vì sao? Vì các tai nạn của bát nhã ba la mật đa thậm thâm rất nhiều, chớ để việc viết chép cho đến diễn thuyết gặp tai nạn không được thành tựu. Thiện hiện nên biết, các thiện nam thiện nữ vân vân này, hoặc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 1 năm viết chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy thì có thể được thành tựu. Vì vậy phải siêng năng tinh tấn để tâm nơi việc viết chép, trải qua thời gian như vậy làm cho được thành tựu. Nếu muốn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 1 năm thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, tuyên thuyết cho người khác, nghe kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy thì có thể được thành tựu. Vì vậy phải siêng năng tinh tấn để tâm thọ trì cho đến diễn thuyết, trải qua thời gian như vậy làm cho được thành tựu. Vì sao? Vì đại bảo thần châu bát nhã ba la mật đa thậm thâm có rất nhiều tai nạn. Khi ấy thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn thật là hy hữu, bạch thiện thệ thật kỳ lạ. Đại bảo thần châu bát nhã ba la mật đa thậm thâm có rất nhiều tai nạn, nhưng có người viết chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy, tuyên thuyết cho người khác. Đối với người ấy, ác ma không gây tai nạn, làm cho không viết chép cho đến diễn thuyết được. Phật dạy, thiện hiện, ác ma đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này tuy muốn gây tai nạn, làm cho không viết chép cho đến diễn thuyết, nhưng chúng không đủ sức gây tai nạn khiến cho việc làm của Bồ Tát kia không thành tựu. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nhờ thần lực của ai khiến cho ác ma kia gây tai nạn với các Bồ Tát viết chép kinh không được thành tựu? Phật dạy, Xá Lợi Tử, chính nhờ thần lực Phật khiến ác ma kia không gây tai nạn cho các Bồ Tát viết chép vân vân. Lại nữa, Xá Lợi Tử, cũng chính nhờ thần lực chư Phật ở mười phương tất cả thế giới khiến ác ma không gây tai nạn với các Bồ Tát viết chép vân vân. Lại nữa, Xá Lợi Tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều cùng nhau hộ niệm các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm khiến ác ma kia không gây tai nạn các thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa viết chép
chép cho đến diễn thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thập Thâm. Vì sao? Xá Lợi Tử vì chư Phật Thế Tôn đều cùng nhau hộ niệm các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thập Thâm, tạo nhiều thiện nghiệp khiến cho ác ma kia không gây tai nạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu các đại Bồ Tát đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết theo pháp tự nhiên như thế, thì được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở mười phương thế giới hiện đang thuyết pháp đều hộ niệm. Nếu được nhờ sự hộ niệm chư Phật thì tự nhiên ác ma không gây tai nạn được. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có thiện nam tử tịnh tín vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết nên nghĩ như vậy: nay ta viết chép cho đến diễn thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm đều nhờ thần lực của chư Phật Thế Tôn ở mười phương tất cả thế giới hiện đang thuyết pháp hộ niệm. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết thì nhờ thần lực chư Phật mười phương từ bi hộ niệm, làm cho vị ấy tạo được thiện nghiệp thù thắng, các quân ác ma không gây tai nạn được. Phật dạy Xá Lợi Tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết nên biết đều nhờ thần lực chư Phật Thế Tôn hộ niệm. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết thì tất cả Như Lai ở mười phương thế giới đều là bạn lành. Do nhân duyên này nên hoan hỷ hộ niệm. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết, thường được chư Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp ở mười phương tất cả thế giới dùng Phật nhãn quán chiếu, do nhân duyên này nên từ bi hộ niệm, họ làm việc lành gì cũng được thành tựu. Lúc bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì thường được chư Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp ở mười phương tất cả thế giới dùng Phật nhãn quán chiếu hiểu rõ hộ niệm, làm cho các ác ma không não hại được, các thiện nghiệp đã tạo đều mau thành tựu. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam thiện nữ vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết nên biết vị này đã đến gần trí nhất thiết trí, các ma oán không gây tai nạn được. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ đại thừa, nếu viết chép Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm dùng các loại trang nghiêm thọ trì đọc tụng nên biết đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này sanh lòng tin hiểu sâu xa, dùng các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì các thiện nam thiện nữ vân vân này thường được Như Lai dùng Phật nhãn quán chiếu hiểu rõ hộ niệm, do nhân duyên này nhất định sẽ được lợi ích lớn, quả báo lớn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam thiện nữ vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu viết chép thọ trì đọc tụng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì nhờ thiện căn này cho đến đạt được địa vị bất thối chuyển, thường không xa lìa chư Phật Bồ Tát, mãi nghe chánh pháp, không đọa vào cảnh giới ác, sanh trong trời người, hưởng sự an ổn vui sướng. Các thiện nam thiện nữ vân vân do thiện căn này cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thường không xa lìa tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên Phật pháp khác, do đây cho nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do nhân duyên này, các thiện nam thiện nữ vân vân sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này nên siêng năng viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy tuyên thuyết cho người khác nghe, cúng dường cung kính, không tạm dừng bỏ. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy sau khi Phật niết bàn thì hưng thịnh ở phương nào? Phật dạy:
Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế, dần dần hưng thịnh ở phương Đông Nam, phương kia có nhiều bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, với lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết. Lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, do thiện căn này nên không đọa vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người hưởng phú quý an lạc. Nhờ thế lực ấy nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân nơi đó có thể cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, về sau nương vào pháp tam thừa lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế sẽ dần hưng thịnh từ phương Đông Nam đến phương Nam, phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, sanh lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, do thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người hưởng phú quý an lạc. Nhờ thế lực ấy nên tăng trưởng sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, về sau nương vào pháp tam thừa lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sau khi ta thiết bản, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế sẽ lần lần hưng thịnh từ phương Nam đến phương Tây Nam, phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, sanh lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, do thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người hưởng sự phú quý an lạc. Nhờ thế lực ấy nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, về sau nương vào pháp ba thừa lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế sẽ lần lần hưng thịnh từ phương Tây Nam đến phương Tây Bắc, phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, với lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, nhờ thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người hưởng sự phú quý an lạc. Do thế lực kia nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, sau đó nương theo pháp tam thừa lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế sẽ lần lần hưng thịnh từ phương Tây Bắc đến phương Bắc, phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, với lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, nhờ thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người hưởng sự phú quý an lạc. Do thế lực kia nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, sau đó nương theo pháp tam thừa lần lần tu tập mà được xuất ly.
Lại nữa, Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như thế, sẽ lần lần hưng thịnh, từ phương Bắc đến phương Đông Bắc, phương kia có các Bí Sô, Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, An Trụ Đại Thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, với lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, nhờ thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người hưởng sự phú quý an lạc. Do thế lực kia nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp ba la mật đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Sau đó nương theo pháp tam thừa, lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn 500 năm, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm ở phương Đông Bắc làm Phật sự lớn. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã tôn trọng pháp là kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cùng nhau hộ niệm. Xá Lợi Tử, chẳng phải sở đắc của Phật, pháp tỷ nại gia, vô thượng chánh pháp có tướng mai một. Sở đắc của chư Phật, pháp tỷ nại gia, vô thượng chánh pháp tức là kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Xá Lợi Tử, phương Đông Bắc kia, các thiện nam, thiện nữ vân vân, an trụ đại thừa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, thì ta thường hộ niệm, làm cho không bị tổn não. Xá Lợi Tử, phương Đông Bắc kia, các thiện nam, thiện nữ vân vân, an trụ đại thừa, viết chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính. Ta nhất định nói, do thiện căn kia nên không rơi vào đường ác, sanh trong cõi trời người, thường hưởng thọ phú quý an lạc. Nhờ thế lực kia nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp ba la mật đa, làm cho mau được viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Về sau nương theo pháp tam thừa, lần lần tu học chứng đắc niết bàn. Vì sao? Xá Lợi Tử, ta dùng Phật nhãn quan sát chứng biết, xưng dương tán thán phước đức đã đạt được của các thiện nam thiện nữ vân vân kia, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở đông tây nam bắc bốn góc trên dưới cũng dùng Phật nhãn quan sát chứng biết, xưng dương tán thán phước đức đã đạt được của các thiện nam thiện nữ vân vân kia. Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật niết bàn 500 năm ở phương Đông Bắc, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm có được lưu truyền cùng khắp không? Phật dạy: Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy. Sau khi ta niết bàn 500 năm ở phương Đông Bắc, Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm sẽ được lưu truyền. Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn 500 năm rồi, ở phương Đông Bắc kia có các thiện nam thiện nữ vân vân, an trụ đại thừa, nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, sanh lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, nên biết những vị ấy đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề lâu dài, tu các hạnh đại Bồ Tát lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành, tu tập giới thân tuệ tâm lâu dài. Các thiện căn đều thuần thục, nhờ sức phước đức này nên được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm như vậy, có lòng tin sâu xa, lại viết chép thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết khai thị cho các hữu tình. Hết quyển thứ 508.